con gì đấy hả? Phải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
bà mượn tiền đi chẳng. Đúng các bà đi. Dạ vô lực tiền điện nhà trước lo thế là ở nhà có mấy chục nghìn đó mình thiếu tiền nhảy ai mua lên và mình chuyển khối 80 sống ngôi lay may mở bỏ đi. Quá rồi mình kiểm phá đặt cái đầu tiên của đường đưa sáng vào rồi biết thì nào một cái chuyện mới như nó bị chuyển mối thì bỏ cháu mới chuyển mối chỉ thôi chỉ có tổng nó chỉ có lưu tài khoản một miếng thôi chết rồi mình kiểm phá đấy chết cái này lên mặt rồi nè à cái mặt rồi thẳng như là
chia sẻ thì tác dụng thì sao thì tác dụng thì nếu chia sẻ thì đọc thôi. Thì có thì mô thì có hắn kể về gì vậy mà hắn là hắn trong chơi tai xỉu với lại là hắn mê bông bỏ như gì để hắn trong bông gặp đấy là bọn đi gặp nhưng mà bái giá là chuyện không biết thôi thế là đó kể tin kết quả mà thôi sao xem mà giữ có bác bố rồi là đi tham dự khoảng này không? Lúc này còn 23 số mà lát xấu cả gì để cho mày xứ nhiều tiền gì lát hả? Còn lát là còn gì gắn cơ Yến à, bán quần áo ở đây cái gì cơ? Nguyên Hạ Yến biết rồi không? À bố Ngọc Hạ Ngọc Yến. Nha, giờ cái con đi hoạt đâu để mãi ở người chồng trong nha. Đi đi đi. Nguyên đi, đi đó. Nha, Huế hoạt đó. À. Không bỏ trong nha. Cái con hiên nhá, lấy chung là một hồi đã bởi trong ấy con để lấy mộng đến ấy. Cái con hiên ngoan để mãi không? Hiên đẹp ngoan đi chưa? Xúc, có phương sắc này, con đáng này, con thú này, con gì? Lấy con phải tám nữa tí nữa, con lấy hồ nữa không? Ờ, một hồi bởi trong ấy. Con gì? Ê, tư. Ê, nhưng mà hồi tử là hai càng hai con là bởi trong ấy.
cái gì sẽ nhiều như như có người biết là sư sẽ bao giúp được bạn thì lấy họ đi làm nhá, ví dụ thì có lên luật sư nhắn thì lại mới có thể hùng em gái này được không, và các người luật sư nó sẽ kiểu như thấy đó thì hắn sẽ giúp. Bố có sao lại ống nồi chứ mấy thế này ăn mà người là số điện thoại của bố trong cái trong mà để tấn công bố trong tham gia đấy con dâu bắt con dâu quỳ cái số số điện thoại của tao ở đây học sớm là điên rồi. Nguyên tắc từ đâu cũng xếm được đâu. Mẹ vợ phải thấy tại vì đáng nhớ. Khi bạn giới thiệu người yêu mình đại bảo bảo là người này cũng tốt. Bố trong khi mùi thần ba nội trong khi mặc người sát nhỉ. Mình đã thấy bất an nói bạn không nghe đúng muốn bạn nghe nói là nhà nhà rồi từ nóc rồi ở người người ở ngoài đó từ đấy rồi còn phải người bị bị đặt cao bị cứng ngó như là ở nhà nhà mình rằng nhà này quá hay phế một cá nhân rồi lo là người ta chuyển hóa mà để nó lại cứ có một người tỏa nhà rồi từ nóc từ hải đăng từ hải đăng có một đứa nghĩa và một đứa tự kỷ cảm phúc. Cháu ngủ ở đâu gì? Thế rồi bây giờ, ông thì một cái giường xếp ở đấy là cái giường tổ như cái ghế đó, bên ở đứa, băng phong của bên đứa ở, đang ở cái sắt đá. Không có đúng thì ở đây cũng hay nóng quá vì vừa có cái tủ của trẻ cảnh là nữa thế đúng không đúng vừa tươi nóng
bốn bốn nhét đều là dừa đâu đấy mà không là tầm cương á, nếu mà muốn ăn ta sữa là em quấy cho em một cái dương đó là để đấy là buổi trưa kéo ra ngủ lúc cái tối thích ngủ đi giật nhóc ở trong rồi kéo ra cái dương ngủ luôn là đó hả cái đấy có thể làm ghế làm cái ghế được mà có hại cho mày, có hại cho mày bằng gì bằng gì gây đi luôn có khách là bởi cái đó ngồi chỉ có mấy khách cổng lại mà cứ kiểm cái kéo rồi cứ túi lại cả đấy thành một cái phòng ngủ thôi là chị mình dành cái dương nữa. Ủa nó cứ ỉa tí mà nó mà hỏi rồi ông ý đó hắn ăn bố kinh thư cũng lại nhớ nhiều cần gì đấy đúng không? Dạ sợ. Ừ, cần gì không nhỉ? Dạ sợ rồi. Họ cũng cho uống gì đấy. Cứ thấy con sống là dịch tí, thấy con sống dịch tí mà sợ hắn là phải thấy. Thôi rồi được rồi chứ ổn đi. Là mấy chục triệu. Đang đứng đó. Đang chiếu. Mãi mốt thì sáng đấy mà. Kiểu của ấy đâu đờ từ thằng bắp cũng cái gì ngắn xin ngắn tôi ngắn bây giờ giữ gì tên rõ ấy xin tên khơi ra nhé ai đến là từ cái bông luôn bông luôn là có hai cây cả tình bé nữa à cá là từ bắp không thể luôn rồi bây luôn kiểu luôn đi đó luôn thật con bé đi con bé đi đây bé đi ngươi kiểu ngắn ngươi ngắn ấy to phải to rồi mình ạ. Ai đặt
sữa, tán xí, chắc khỏe sữa, uống sữa. Không một tuần nào nữa. Chị chụp ảnh cả đơ kéo chân vô rồi, có từng kéo chân vô. Nhưng chụp trước ngưỡng nha, má ơi, chụp trước ngưỡng nhanh nhất là mệt lắm, bây giờ mới có cái số mấy á. Cái mọc còn vô cái chân ra. Cái góc quả, chắc tự nhiên vì là thế, chắc tự nhiên kéo chân vô. Cái góc thì cũng chân như người, như gì, như hóa giá như mỗi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơi, nhật mình bạch chắc mấy việc bài anh ở bánh sinh nhật thôi, bánh 3-8 nghìn đó gì? Thôi sáng thôi 3-8 nghìn có ở giữa đời từng ngắn tiếc là chết. Không không đủ mà không đủ để ăn cái. Dưa bánh cái phải xưa ngon quá. Ngồi mà từng vị đâu có thì mổ. Từng vị á. Ừ. Từng vị mà. Từng vị cái đắp đơn. Tức là cái bánh to là gì nha, hắn sẽ chia ra 7-8 miếng. Hoặc là 10 miếng, mình bỏ đi 10 miếng. 10 miếng 10 vị khác nhau. Bà tao nghe thì bà tao nghe mà đặt bánh hải trên dục rồi. Thành ra người ngồi tập ăn, người ngồi tập ăn. Có mấy khủng, tôm khủng, con diệp khủng, anh Minh khủng, anh Đông khủng, rồi có sóc khủng, thằng Tơ khủng, thằng Hải đứa xanh, cháu này còn hòa hải đứa hải khủng. Con người lớn ngô nhiên. Các đối cũng là các anh đừng sợ anh từng khủng từng khủng như người cảnh có mặt thì khủng luôn nó thì thô thô rồi anh thô anh làm gì bây giờ sao mình nó mơ thôi chứ kiểu ảnh có một bộ ảnh có thì con cây vẫn mất thì người thôi thì anh đi không mình ăn một cây xong nó thêm thêm rồi kéo tiền đến đây không thì cũng cảm thấy kèm lên chỉ ăn một miếng cái nào thôi. Gọi là gì này, một vị mới mới thôi. Cái loại gì mà không không phải không chết cái mà bên ngoài mà cũng tập vào một cái chỗ đó. Hắn là muốn món một cái gì ấy. Nếu bạn có thích thì anh xin định mình lại hỏi nó bác hàng có không hàng nơi đầu thử ví với hoài của nó. Đây là cái kiểu bánh gì đây? Mình xin định tôm cho cái cạch bánh quá lắm. Mấy ngày nữa tạm sửa không đủ nó phải đặt thêm một cái bánh cần quá mấy cây này không phải cần hai cây nó phải đặt thêm một cái bánh kế một tấm đi bên kế người đây chị á con cháu bánh thì tỏi đâu như này không có người
Làm sinh nhật quý đâu cũng chết đây. Có ai nhớ hết. Ý là các đứa ở nhà thì ngày mùng được, ý các đứa ở xã nó phải sắp xếp để mua vé. Ô các bạn ở xã thôi, các bạn ở gần đến nhà thì tối theo cái tối luôn tháng nghỉ hè. Xử lý về người dân đưa đến không về bảo vệ về mà ý là cố gắng mà từ đây mà hiếm lắm này nha. Thank you.
54.